Sau việc từng là cái bóng của anh chị, nay tìm được hào quang, Lệ Nam quét sạch sàn runway với gương mặt sắc lẻm. Thì đây là đẹp nhất rồi, bé cưng có thể thấy gương mặt đã tỷ lệ vàng chuẩn mực hoa hậu thế giới. Thiều Bảo Trâm còn hot hơn cả chị gái. Ủa bà thấy tôi có đẹp không bà? Bà đẹp lắm luôn á bà mà đẹp nhì nó mai đẹp nhất luôn á bà. Lệ Nam, Nam Em. Nguyễn Thị Lệ Nam và Nguyễn Thị Lệ Nam Em được biết đến là chị em song sinh cùng hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên, từng có thời điểm người ta chỉ gọi Lệ Nam là chị gái Nam Em thay vì gọi thẳng tên của cô. Bởi sao vì độ nổi tiếng, Lệ Nam khi ấy khó lòng đòi lại cô em gái song sinh của mình. Song không có gì mãi dậm chân tại chỗ và Lệ Nam cũng vậy. Giờ đây sau nhiều năm cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân, Lệ Nam đã trở thành gương mặt sở hữu lượng fan hùng hậu chẳng kém gì cô em. Nhất là từ khi Lệ Nam bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tên tuổi của cô nàng ngày càng nổi tiếng với những màn thể hiện quá đỗi ấn tượng. Điều này đủ cho thấy sức hút của người đẹp này khủng đến nhường nào, thậm chí còn không quá lời khi nhận xét Lệ Nam hiện đã vượt mặt cô em song sinh về độ nổi tiếng. Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm trước đây thường được nhiều người gọi là em gái Thiều Bảo Trang thay vì tên riêng. Lý do đơn giản là vì Thiều Bảo Trang lấn sân vào showbiz và nổi tiếng trước Thiều Bảo Trâm. Chưa kể, từng có nhiều đồn đoán cho rằng Thiều Bảo Trang là người lót đường cho em gái bước chân vào showbiz. Sau này, Thiều Bảo Trâm tiếp tục được cư dân mạng gọi với danh xưng bạn gái tin đồn của Sơn Tùng. Tuy nhiên, đó chỉ còn là câu chuyện của trước đây. Hiện Thiều Bảo Trâm đã và đang cố gắng khẳng định bản thân khi liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Thiều Bảo Trâm còn vinh dự xuất hiện trên Billboard tại quảng trường thời đại New York, Mỹ. Huỳnh Ân. Huỳnh Ân tên đầy đủ là Huỳnh Uyển Ân. Cô nàng này được biết đến là em gái ruột của nam MC Trấn Thành. Trước đây Huỳnh Ân thường xuất hiện trong một số hình ảnh chụp cùng anh trai và chị dâu nên được nhiều người chú ý. Sau này cô theo chân anh chị tham gia một số sitcom, web drama, từ đó dần quen mặt với khán giả trẻ. Song không giữ hơi anh trai và chị dâu nổi tiếng, cô luôn cố gắng tự mình đi trên con đường sự nghiệp. Được biết Huỳnh Ân mỗi khi đi casting và diễn đều nỗ lực thể hiện hết mình để được chọn lựa bằng thực lực. Không những thế, ngoài theo học tại một trường quốc tế, Huỳnh Ân còn ôn luyện diễn xuất tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí. Nhờ chăm chỉ học hỏi và trau dồi mỗi ngày, em gái Trấn Thành đã nâng cao khả năng diễn xuất đáng kể. Nói có sách, bắt có chứng, trong những dự án nghệ thuật mà cô tham gia, khán giả hâm mộ đều đánh giá cao lối diễn xuất tự nhiên và duyên dáng. Phương Ly. Phương Linh và Phương Ly cũng là cặp chị em nổi tiếng cùng hoạt động trong showbiz Việt. Tuy nhiên, Phương Ly từng có khoảng thời gian lép vế hơn chị gái, hay nói đúng hơn thời gian đầu mới nổi tiếng, cô chỉ được biết đến là một hot girl. Sau này, Phương Ly ngày càng chứng tỏ khả năng âm nhạc đáng gờm khi liên tục chơi ra mắt những bản hit bắt tay được đông đảo khán giả đón nhận. Người đẹp đang là nữ ca sĩ trẻ cực kỳ nổi tiếng, phong cách âm nhạc của cô cũng tạo được chất riêng không pha trộn với bất kỳ ai trong showbiz. Cũng chính vì vậy, cô tạo được chỗ đứng riêng, nổi tiếng chẳng hề kém cạnh chị gái Phương Linh. Từng là cái bóng của anh chị, nhưng giờ đây dàn sao Việt như Phương Ly, Nam Anh đều tìm được hào quang cho riêng mình. Thành công của họ chính là khiến khán giả nhớ mặt gọi tên, không thông qua bất kỳ một ai. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.